Xin chào quý vị và các bạn. Phía trước chúng ta thấy cái cầu Chợ Dinh. Và trước khi tới cầu Chợ Dinh thì có cái cầu nhỏ là cầu Chợ Mai. Bên kia là cầu Chợ Mai. Đường vào Chợ Mai, chợ Nam Phổ. Đây là cái đoạn đi qua thôn Nam Thường. Đoạn này chúng ta thấy có rất nhiều cái quán cháo lòng. Phía này là cháo lòng Nga. Đến cháo lòng Lan. Rồi Huyền Quê. Ba quán sát nhau luôn. Sáng nay thì mình xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng ghé đây gần Chợ Mai để thưởng thức một tô cháo lòng. Chắc là chúng ta vào quán Huyền Quê. Xin mời quý bạn. Một rã lòng heo. Bạn lúc mấy giờ rồi chị? Mấy giờ đến mấy giờ? Đến chiều luôn hả? Chiều mấy giờ là nghỉ? Dạ? À, khi mà hết là nghỉ? Hết là nghỉ. Dạ. Con hỏi để ba con biết mà ghé ăn. Dạ, dạ. Với mẹ bạn mà sáng ở đây chơi đến 2 giờ mẹ vô chiều có để em bạn một chiều. À, là mẹ là chủ hả? Mẹ là chủ. À, mẹ bạn lâu máu rồi. Mới 50 năm đấy. À, rồi à? Đó là nổi tiếng rồi. À, kêu nghe là cho để em nói để em bạn một chiều đó. Vì vậy con muốn học nghe á? Học nghe à? Dạ. Cả truyền nghe lại cho học trò không? Có chứ. À, dạ. Chủ quán đang nghe chuẩn bị cho bên một tô đây. Đang còn nóng hồi hồi. Chào lòng Huyền Quê 50 năm. Rồi. Rất là nhiều thứ. Gan phèo. Cái này là cái gì? Ở thử luôn. Giòn. Bắt vào thì chắc. Trời xe xe lạnh, mưa bay lất phất, ăn tô cháo lòng như thế này không? Rất là hợp thưa quý vị. Em thấy cháo đây ngon không? À, 10:30 là đông hơn hả? À, cho thêm ít ớt. Ớt xanh rồi ớt đỏ. Rất là kiểu cắt. Ôi cay. Rồi. Quán này như bà chủ nói 7 giờ đã bán và bán cho tới chiều. Mình vừa thưởng thức miếng dồi xong thấy cái vị là bùi bùi so với các nơi khác. Rang thêm cần. Có lẽ quý vị và các bạn thắc mắc tô bao nhiêu? Tô này là 25.000. Thì hơn một đô tiền không? Không biết là giống như quý vị ở bên Mỹ hoặc là các nước thì bao nhiêu với một cái tô như thế này. Lòng nhưng mà cũng có trà nữa.
mọi người thèm chưa? Thật. Ăn một tô như thế này chắc cũng rất là no đấy quý vị ạ. Hà gạo nó cũng rất là tuế. Bèo. Tiếp luôn cái việc bà ơi. Giòn. Rồi con ăn rồi, cảm ơn mê. À, dạ, chúc mê bạn đắc mê hết. Dạ dạ dạ. Bên nào ăn rồi bên thầy cũng được. Bởi vì về mà đi biển lên á thì nó trọng đội nó ghé vào đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin góp ý rồi không quên là theo dõi bằng cách đăng ký rung chuông. Cảm ơn quý vị.